Vâng, xin chào các bạn. Đây là cách của thợ điện thoại kiếm tiền dễ nhất đây. Chỉ là thay nút thôi. Một cái khó thì cho người khác làm. Thay nút hôm nha. Thay nút hôm này. Chúng ta bóc cái màn hình này ra. Người anh. Con ơi. Cái điện thoại này xong không? Cái này của em nhớ là cắm vào thì nó báo pin nhưng mà không không vào, có nghĩa là nó không. Cái này của em. Chúng ta nhớ cái pin không cứu họ ra này. Con nước. Đây là pin không cứu họ. Chúng ta tách cái này ra. Nếu chúng ta không thay mà chỉ sửa thôi. Dùng dao lam tách cái này ra. Bên trong thì không sao hết, cái này vẫn dùng ngon, chắc là do đứt đường. Đấy, do đứt đường chúng ta câu vào, nhưng mà đây không câu, không câu thì chúng ta sẽ lấy cái mới và chúng ta thay vào. Đây, chúng ta lên cái mới chúng ta thay vào nhé. Hai cái dùng nhỏ. Chỉ cần thế này thôi. Đấy, các bạn kéo tay mở máy thay nút là có xiên, cũng không cần đi học sửa điện thoại đâu. Đấy, cứ thế này thôi kiếm là được rồi, đủ ăn rồi. Các bạn đợi tí anh. Dạ vâng. Cháu cần mua dây mới. Bấm xem nó có ngon không. Chẳng biết được hay là cái này nó ở nước có bị đấy trong ảnh nhiều giấy cái kia em nó bảo là hay là cho bị phạm dây. Chúng ta lắp vào để test nhé. Rõ ràng mà cái phần cục này có 3 cục cắm hết vào rồi. Nước này, vào test.
máy iPhone 4S là hơi đơ. Nhớ đơ. Vào đây xem. Đó, bấm luôn đây. Nhập, chưa gắm cáp. Đây, chúng ta phải gắm cái cáp khôn này. Cáp sạc này. Là bật này, ấy được rồi. Rồi thế xong rồi chúng ta lắp vào thôi, là kiếm được tiền rồi. Yeah.